Xin chào tất cả mọi người, mình Phước Sửu. Và đây là Trúc Quân ạ. Đây là một cái BSD xinh đẹp của ERA Việt Nam. Và hôm nay là một cái sản phẩm mà Phước Sửu và Trúc Quân đang mang đến cho quý anh chị. Đó là một sản phẩm của chủ đầu tư Sơn Kim Len, phải không? Dạ đúng rồi ạ. Trúc Quân có thể giới thiệu sơ qua một tí xíu về cái chủ đầu tư này được hay không? Dạ, Sơn Kim Len xuất phát điểm là tiền thân là công ty về hãng thời trang may mặc. Các anh chị có thể biết đến qua những cái thương hiệu như là Vera, Jockey. Sau này thì từ năm 2015 thì công ty đã phát triển về mảng bất động sản và có được những cái thành tựu rất là đáng kể trong vòng những năm qua. Đầu tiên là dự án Nassim Thảo Điền, sau đấy là Gateway Thảo Điền, và hiện tại chúng ta đang đứng tại Metropole Thủ Thiêm. Phước Sửu và Trúc Quân đang đứng tại một quán cà phê rất đẹp của Highland. Là đây là một trong những cái gọi là thương hiệu cà phê mà rải đều những cái căn hộ cực kỳ cao cấp. Yeah. Một cái vị trí khá đẹp phong Trúc Quân. Từ đây thì mình có thể nhìn qua một cái tòa nhà rất là đẹp. Đây là tòa nhà gì vậy Trúc Quân ạ? Đây ba tòa nhà này thuộc cái tổ hợp The Crest. Thì các anh chị sẽ thấy là hiện tại công trình đang được thi công và sẽ bàn giao vào tháng 5 của năm 2023. Đây là một tòa nhà văn phòng tên là The Hallmark Grade A về office, và ở giữa nó sẽ là một cái tòa nhà cũng về văn phòng tên là The Met, và bên kia mình sẽ có một cái tòa nhà căn hộ. Phước Sửu đang thắc mắc là ở đây này xây dựng khá nhiều rồi, sắp 3 bàn giao đưa vào hoạt động, và cái phản hồi của quý khách hàng như thế nào khi mà lựa chọn Metropole là một cái sản phẩm vừa để ở và đầu tư? Dự án đã được bàn giao giai đoạn đầu tiên là Galleria, cho nên là những khách hàng mà đã nhận nhà rồi thì sẽ có một trải nghiệm rất là tuyệt vời khi mà ở đây cũng như là đầu tư. Thì nếu như mà đầu tư thì giá trị căn hộ đã tăng trưởng tầm khoảng 20 cho tới 50 hoặc là 70% tùy căn hộ. Ví dụ những căn đặc biệt là view sông, thang máy riêng thì giá trị căn hộ đã tăng lên gần gấp đôi. Những căn thời gian rất là ngắn ạ. Trong thời gian rất là ngắn, chỉ trong vòng tầm khoảng 3 cho tới 4 năm thôi. Quá tuyệt vời. Thì hấp dẫn quá Trúc Quân ạ. Khách hàng của bên mình cũng quan tâm và không biết lựa chọn cái sản phẩm nào cho phù hợp, và cho mình hỏi sắp tới thì Metropole có dòng sản phẩm nào tung ra thị trường để gọi là phù hợp và lấp đầy những cái nhu cầu của khách hàng hay không? Hiện tại thì chủ đầu tư đã đưa ra cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn 4 tên là The Opus K. Thì đối với The Opus K, nó sẽ là một cái tòa nhà phức hợp giữa căn hộ để ở và tòa nhà văn phòng. Và chủ đầu tư vừa rồi đã đưa ra giới thiệu đến quý khách hàng tầm khoảng 100 căn hộ để ở và làm hạng sang. Thì giá trị một căn nó sẽ rơi vào khoảng là hơn 30 tỷ cho một căn hộ 2 phòng ngủ, và tầm khoảng là hơn 40 tỷ cho căn hộ 3 phòng ngủ. Và có những căn mà view sông trực diện, diện tích lớn nó có thể lên đến 100 tỷ. Trúc Quân ơi, cho mình hỏi tí xíu nha Trúc Quân. Mua Metropole thì khách hàng được gì? Di chuyển, tiện ích hay là những cái pháp lý như thế nào vậy Trúc Quân? Đối với vị trí thì đây gọi là trung tâm của trung tâm Thủ Thiêm. Thì Thủ Thiêm được định vị là một cái vùng chiến lược mới của Hồ Chí Minh, vì nó sẽ thay thế hoàn toàn cho quận 1, gọi là vùng trung tâm kinh tế trọng điểm. Tại vì riêng khu vực Thủ Thiêm hơn 600 hecta thì sẽ bao gồm rất là nhiều phân khu. Tuy nhiên vùng số 1 được định vị sẽ là đa số sẽ là gọi là phân khu chức năng số 1, có không? Phân khu chức năng số 1, đúng rồi. Thì Metropole Thủ Thiêm sẽ có 4 lô đất nằm tại lõi trung tâm đấy, và xung quanh sẽ bao bọc bởi những cái tòa nhà văn phòng, những cái tòa nhà biểu tượng của thành phố trong tương lai. Do đó vị trí này hầu như là không có một dự án nào có thể so sánh được. Do đó mình sẽ thấy được một cái tiềm năng rất là tốt về tăng trưởng đầu tư cũng như là để ở trong tương lai. Những dự án khác trong Thủ Thiêm cũng sẽ có một cái mức tăng trưởng khá là tốt. Tuy nhiên về cái sự khan hiếm hàng trong tương lai để mà giới thiệu ra quý khách hàng thì hầu như vùng số 1 là mình rất là ít căn hộ để ở. Đúng rồi, nó sẽ có một cái chiều cao thấp tầng và thoải hơn để nhìn về bờ sông, phải không? Dạ đúng rồi. Rất là đặc biệt. Và có những cái tiện ích như thế nào mà Metropole nó nổi bật và khác hẳn những dự án khác? Đối với một dự án hạng sang thì tất nhiên là mình sẽ nói tới cái việc là bàn giao nhà về chất lượng công trình. Những cái tiện ích mà đẳng cấp của Metropole đem lại cho quý khách hàng thì Trúc Quân có thể là khái quát sơ qua một tí xíu được hay không? Dạ. Tất cả các phân khu của Metropole thì đều bao gồm này, hồ bơi, phòng tập gym, phòng yoga, phòng sauna, khu vui chơi cho trẻ em, đường đi bộ, rồi khu vực ngắm cảnh, vườn Babylon tiện ích, và cũng như là một số cái dịch vụ khác như là sân golf hoặc là
những cái tiện ích gọi là công viên bờ sông nữa không? Một cái tầm view khá đẹp nhìn về trung một quận một. Và cho mình hỏi Trúc Quân một tí xíu á, là rất là nhiều khách hàng gọi là đang băn khoăn về cái tình trạng gọi là pháp lý của dự án, thì cho mình hỏi là rất là nhiều hiện tại là đang rất là nhiều dự án đang gọi là dừng pháp lý do không đầy đủ triển khai mở bán không được, thì Metropole đã có những pháp lý gì rồi, và những cái pháp lý như vậy thì khách hàng đủ khả năng gọi là tin tưởng 100% để đặt mua dự án hay chưa? Yeah. Có thể đối với lại rất là nhiều dự án thì cái tình trạng pháp lý sẽ được đặt lên hàng đầu khi mà khách hàng quan tâm trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên đối với những cái dự án tại khu vực Thủ Thiêm thì vì là một cái khu vực trung tâm kinh tế trọng điểm mới nên là nhà nước có những cái chính sách riêng về khu vực Thủ Thiêm, cũng như là nếu như mà xét riêng về Metropole thì giai đoạn 1 đã đưa vào vận hành, đã ký hợp đồng mua bán rồi. Giai đoạn 2 thì sẽ sắp tới là dự kiến là tháng 3, tháng 4 là sẽ ký hợp đồng mua bán. Và đối với Opera thì cũng sẽ sớm thôi. Mặc dù là Opera có một xíu chậm trễ trong cái việc ký hợp đồng mua bán, tuy nhiên là chủ đầu tư là một chủ đầu tư rất là uy tín và cũng có một cái sự đầu tư góp vốn của rất là nhiều cái quỹ đầu tư khác. Do đó là dòng tài chính rất là mạnh và họ tiếp tục họ triển khai công trình, và vừa rồi vừa mới cất nóc Opera là giai đoạn số 3 của dự án. Rồi, cảm ơn Trúc Quân rất là nhiều. Một cái gần như là một dự án triển khai như Metropole triển khai thì họ đã có những cái giấy phép đầy đủ. Thứ nhất là giấy phép để triển khai mở bán căn hộ. Yeah. Cái thứ nhì là đóng thuế đất. Cái thứ ba gọi là có giấy phép xây dựng. Yeah. Đầy đủ những cái gọi là giấy phép và gọi là có thể là show ra cho khách hàng xem ngay lúc bất cứ lúc nào rồi. Luôn. Đối với khách hàng nào mà quan tâm về pháp lý thì đều có thể mời khách hàng lên văn phòng của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ để mà cho khách hàng coi tận tại văn phòng luôn ạ. Rồi, để có nhiều thông tin hơn nữa về dự án Metropole, về tất cả những cái gì gọi là thuộc về bán đảo Thủ Thiêm, là một cái thành phố Trường Hải thứ hai tại Việt Nam. Yeah. Thì mọi người inbox cho Phước Sửu hoặc Trúc Quân theo cái số hotline bên dưới để cập nhật cái thông tin và những cái chính sách mới nhất về cái đợt mở bán sắp tới nha. Dạ. Xin chào và hẹn gặp lại.